An toàn vệ sinh thực phẩm luôn là vấn đề gây nhức nhối mà bất cứ thực khách nào cũng lo lắng mỗi khi sử dụng. Mới đây nhất là câu chuyện ồn ào về một tiệm bánh mì nổi tiếng ở Sài Gòn đã bị nhân viên cũ tố gây ồn ào mạng xã hội. Ngay lập tức, chủ của cửa tiệm bánh mì này cũng đã lên tiếng về sự việc này. Được biết, cửa tiệm bánh mì này chuyên sản xuất bánh và nguyên liệu đổ buôn tới nhiều cửa hàng trên khu vực. Theo người này chia sẻ, thì trong lần trộn nguyên liệu thì thiếu thịt, nên báo với chủ cửa hàng thì được người này lấy thịt bò đã ôi thiêu từ tủ lạnh ra, đưa lên mũi ngửi rồi bảo, cũng không nghe mùi gì đâu nhỉ, có gia vị rồi nên chắc không sao đâu. Sau khi trộn thịt xong, theo cầu công việc thì người nhân viên này tiếp tục với công việc dọn dẹp và phát hiện đầu dép ở khu vực này xuất hiện đầy dồi bên trên. Quá kinh hãi trước sự việc tại khu chế biến, nguyên liệu làm thịt thì bày la liệt dưới đất, không có đồ che chắn, lại còn có cả dồi và rắn xuất hiện trong bồn cầu nhà vệ sinh, không thể tiếp tục làm việc nên người này đã lập tức xin ra ngoài. Vài ngày sau khi trở về với vị trí làm bánh thì người nhân viên này đã bị chủ quán cho nghỉ việc. Theo như người này chia sẻ thì lý do là không chịu làm hai việc tại khu làm bánh và khu làm nhân thịt đông lạnh mà chỉ lãnh một lương. Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội để nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm từ dân mạng, ngay sau đó, ông chủ của cửa hàng bánh mì này đã lên tiếng chia sẻ rằng người đăng tin tố này là nhân viên cũ của anh tên là O. Cô cũng mới bị cho nghỉ cách đây một ngày sau khi thử việc 14 ngày và làm 2 ngày chính thức vì không đáp ứng được nhu cầu công việc. Còn về vấn đề có dồi xuất hiện ở nền nhà, thì anh H có giải thích rằng trước đó một nhân viên đã để nước bị ứ động trên sàn nhà nên thịt hóa dồi mới có. Giải thích thêm về sự việc của bé Na trong bồn cầu thì anh H cũng không hiểu từ đâu. Khi được nhân viên báo về việc trên, anh H đã lập tức yêu cầu nhân viên đóng nắp bồn cầu để đảm bảo an toàn, sau đó nấu nồi nước sôi, đổ vào nhưng khi mở nắp thì con rắn đã biến mất. Sự việc này cũng đã xảy ra khoảng một tuần trước đó, hiện con rắn còn sống hay chết thì anh H vẫn không thể xác định được. Hiện nay, vì sự việc ồn ào trên mà cửa hàng bánh mì của anh đã bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, anh H nói rằng sẽ khởi kiện người vu khống cửa hàng cũng như đòi bồi thường cho sự việc trên. Hiện tại, sự việc về cửa hàng bánh mì nổi tiếng ở Sài Gòn này đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng.